Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kết đoàn với chuyên đề công tác mặt trận trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên đề công tác mặt trận hôm nay là phóng sự tiếp tục phát huy công tác giám sát, phản biện xã hội tại cơ sở. Tiếp đó là bài viết xã Quang Kim, huyện Bát Sát phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phần cuối chuyên đề là phóng sự trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu ở Pa Chư Tỉ. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Vừa qua tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám sát phản biện xã hội theo đề án số 15 của tỉnh ủy, công tác giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Giàng Xeo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 5 năm 2022, 350 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã, trưởng ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn tỉnh được tập huấn 6 nội dung chuyên đề gồm tiếp tục quán triệt triển khai những nội dung cơ bản trong đề án số 15 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của tỉnh ủy về phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội và tham gia xây dựng đảng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, hướng dẫn công tác giám sát và phản biện xã hội, hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí, bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân, công tác giám sát đầu tư của cộng đồng, hướng dẫn tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã phường thị trấn, qua đó giúp các cán bộ làm công tác mặt trận, nhất là cấp thôn bản, làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội. Được tập huấn như lớp như này ở tỉnh Lào Cai thì đề cao cái trách nhiệm và kinh nghiệm để hướng dẫn và tuyên truyền vận động bà con nhân dân ủng hộ. Và đồng thời đây cũng là một cái vấn đề để cần đồng tình ủng hộ của nhân dân về công tác giám sát, nhất là tình hình hiện nay là xây dựng các công trình cơ bản của đồng bào ở trong nông thôn hiện nay thì rất cần sự ủng hộ đồng tình của nhân dân. Tiếp thu ý kiến nhân dân, lấy ý kiến nhân dân để phản biện đối với cấp ủy chính quyền để xây dựng từng các cái hạng mục, các cái chương trình để hoàn thành cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Làm tốt cái công tác phản biện xã hội thì những xã Bản Mế thì cũng đã về đích nông thôn mới năm 2018. Trong 5 năm, từ năm 2016 đến năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đã tổ chức được 195 cuộc giám sát, 30 hội nghị phản biện, 335 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Qua đó góp phần vào việc phòng ngừa sai phạm, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tại cơ sở, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận và thống nhất cao trong nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đối với cái công tác giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các cái đoàn thể chính trị xã hội nói chung và cái công tác giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng nói riêng là một trong cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Chính vì vậy mà cái việc mà tổ chức các cái lớp tập huấn hàng năm để trang bị cho các cái đại biểu cấp huyện, đặc biệt là đại biểu cơ sở, những cái kiến thức cơ bản về cái công tác giám sát ở tại cơ sở là rất là quan trọng. Với những khó khăn tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện tại cơ sở, trong năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban giám sát đầu tư ở cộng đồng để kịp thời xử lý các ý kiến kiến nghị của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong người dân, đoàn kết phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Thời gian qua, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quang Kim, huyện Bát Sát đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương. Những tuyến đường bê tông rộng rãi, hai bên đường được phủ xanh bởi hoa, cây xanh và được lắp đặt đầy đủ đèn chiếu sáng là kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của đồng bào các dân tộc thôn Làng Pẳn, xã Quang Kim. Được công nhận là thôn kiểu mẫu từ năm 2018, các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao vẫn đang được người dân nơi đây đồng lòng đoàn kết, duy trì thông qua những buổi vệ sinh, chăm sóc cây cảnh đường làng ngõ xóm. Có được những kết quả như vậy, có thể kể đến vai trò của trưởng ban công tác mặt trận thôn, chị Sần Thị Món, trong việc tuyên truyền, vận động người dân, góp công, góp của cùng xây dựng nông thôn mới. Trước thì con đường nhỏ, con đường rất là hẹp, đi bộ thôi, chưa có đường bê tông, cũng được đảng nhà nước quan tâm thì nâng cấp đường nông thôn. Thì xây dựng nông thôn kiểu mẫu thì nhà cô cũng hiến đất, là bên này cả hai bên đường là cũng hơn 100 m². Thì bây giờ cũng có đường bê tông vào trong thôn thì cả thôn, cả làng xóm, cả gia đình mình thì đi lại nó cũng thuận tiện, và các con cháu là đi học thì học hành nó cũng thuận tiện hơn. Thôn Làng Pẳn có trên 160 hộ dân với 4 đồng bào dân tộc cùng chung sống. Để người dân trong thôn hiểu và thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu nâng cao, những cán bộ thôn như chị Món, ngoài công tác tuyên truyền trên loa phát thanh của thôn, thì những buổi tuyên truyền trực tiếp tại các gia đình, tổ chức họp đánh giá gia đình văn hóa cũng được thực hiện thường xuyên, đề xuất khen thưởng, công nhận với những gia đình tiêu biểu đã thực sự tạo không khí thi đua sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, hàng năm trong thôn có từ 8 đến 10% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tôi với vai trò là trưởng ban công tác mặt trận thôn, thì tôi cũng vận động bà con ở trong thôn hiến đất để làm đường, để tạo nên cái thôn kiểu mẫu nâng cao. Hàng tháng về vệ sinh đường làng ngõ xóm rất là xanh, rất là sạch đẹp. Với lại hai bên đường thì trồng hoa để tạo nên cái không khí mát. Mặc dù là xã vùng thấp nhưng với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chiếm đa số. Chính vì vậy, xã Quang Kim cũng gặp không ít khó khăn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó có thể kể đến như tiêu chí về y tế, nhà ở. Để nâng cao tiêu chí về nhà ở dân cư, các cấp mặt trận tổ quốc trên địa bàn đã tích cực rà soát, lập hồ sơ, kêu gọi sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, nhà mái ấm tình thương cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà nước thì cũng ưu tiên, cũng hai mẹ con thì cũng cho tiền cho về làm cái nhà bên này, được che nắng che mưa thì hai mẹ con cũng rất là vui, rất sung sướng lắm rồi. Nhưng là cũng cảm ơn tất cả nhà nước thì cũng đã ủng hộ cho hai mẹ con, thì cũng xin cảm ơn cũng rất là nhiều. Với vai trò của mình thì sắp tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để tuyên truyền, vận động nhân dân để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như nhà bà Nèn, để cho những gia đình đó sẽ có những ngôi nhà vững chãi và có một mái ấm tốt hơn. Với nguồn hỗ trợ từ Quỹ Vì Người Nghèo năm 2021, xã Quang Kim đã xây dựng được 4 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2022, xã đạt mục tiêu vận động hỗ trợ xây dựng thêm 4 nhà đại đoàn kết để giúp người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có những ngôi nhà bền vững, ổn định cuộc sống, từ đó góp phần nâng cao tiêu chí nhà ở dân cư, sớm đưa Quang Kim hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ 2021-2025. Trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, thì ngay từ đầu năm chúng tôi cũng xây dựng cái kế hoạch triển khai đến từng ban công tác mặt trận của các thôn trên địa bàn xã Quang Kim, để xây dựng cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đấy, từ các công tác từ xây dựng nhà cho đến chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh làng bản, thì theo đúng cái lịch đăng ký của các thôn. Đấy, phát huy cái vai trò của ban công tác mặt trận của thôn, bên cạnh đó chúng tôi cũng giám sát và phối hợp với bên Ủy ban nhân dân khi có những cái chính sách của nhà nước
đầu tư về cho địa bàn. Phát huy được vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên, công tác mặt trận từ cấp xã đến thôn bản đang góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Quang Kim. Hơn hết là tạo được sự đoàn kết đồng lòng trong nhân dân khi tham gia xây dựng nông thôn mới, tiền đề để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, trưởng ban công tác mặt trận ở các thôn bản trên địa bàn tỉnh đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình, từ đó tập hợp được sức mạnh đoàn kết trong nhân dân để phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông Sần Xeo Trúng, trưởng ban công tác mặt trận thôn Pa Chư Tỷ, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà là một điển hình như vậy. Đây là một trong 7 gia đình của thôn Pa Chư Tỷ, xã Lùng Phình, đi đầu trong chuyển đổi đất ruộng sang trồng cây rau cải ca le khi được ông Sần Xeo Trúng, trưởng ban công tác mặt trận và cán bộ thôn đến tuyên truyền vận động. Là cây trồng mới nên việc phối hợp với cán bộ khuyến nông xã, cán bộ thôn trong việc hướng dẫn người dân từ cách trồng, chăm sóc, bón phân luôn được ông quan tâm. Với giá bán trung bình từ 16 đến 20 nghìn đồng 1 kg, vụ rau cải ca le này đang cho người dân trong thôn một khoản thu nhập khá. Trồng cái này thì chăm sóc thì mất công, nhưng mà thu hoạch thì rất là nhiều hơn lúa. Và ví dụ như mình trồng lúa thì trồng và mà bán thì là điều một tí, nhưng mà trồng cái này thì bán thì giá rất là cao hơn một tí. Bây giờ thì muốn nếu là điều như này thì muốn nhiều đứa đầu tư cho nhiều hơn để mình có thể làm nhiều hơn này. Là thôn bản đầu tiên của xã Lùng Phình đăng ký tham gia trồng cây rau cải ca le từ cuối năm 2021. Chính vì vậy, việc tham gia giám sát khi thực hiện dự án luôn được ban công tác mặt trận thôn quan tâm. Từ việc hỗ trợ giống, kỹ thuật và ký kết bao tiêu sản phẩm đều được thực hiện công khai, minh bạch để người dân yên tâm sản xuất, có giá bán ổn định khi thu hoạch. Nhờ việc liên kết chặt chẽ trong khâu sản xuất đến thu hoạch, đến thời điểm này, 3 hectare rau cải ca le tại thôn Pa Chư Tỷ đã cho thu hoạch trên 4 tấn rau, thu về trên hơn 80 triệu đồng. Triển khai là nông dân, nhân dân là cố gắng trồng cái cải ca le này sản xuất cho nó tăng năng suất cao hơn. Thứ hai là cái cải ca le này thì có phù hợp ở trên Lùng Phình này, nhân dân tích cực trồng, còn nhiều khai về du lịch sang thu mua tiền cao hơn, thế để tiền là một cân là 20 nghìn, đến là giá là cao hơn tất cả cái loại rau khác. Với điều kiện thời tiết của địa phương, không chỉ vận động người dân chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả sang các loại cây trồng mới như cắt cánh, đương quy, cải ca le, ông Sần Xeo Trúng còn tuyên truyền vận động bà con liên kết giữa sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch, tận dụng những ngôi nhà truyền thống của đồng bào người Mông, người Phù Lá để mở dịch vụ đón khách du lịch đến tham quan trải nghiệm và nghỉ dưỡng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Mình là tên là Phan Tây, là nông du lịch, nông trại. Thì mình bắt đầu đón khách từ Tết dương lịch 2021 cho đến bây giờ thì cái lượng khách đến đây cũng không đạt nhiều. Tuy nhiên là cũng đạt tới khoảng độ trên 100 được khách. Cái phát triển rau ca le thì cũng là một cái điểm để khách đến đây, khách được trải nghiệm và khách được ăn những cái sản phẩm thật trên đồng lúa của bà con nơi đây. Với vai trò của mình, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh, tham gia xây dựng nông thôn mới ở thôn bản luôn được Ban Công tác Mặt trận thôn, trong đó có ông Sần Xeo Trúng, phối hợp với thôn bản triển khai có hiệu quả. Toàn thôn có 122 hộ dân, thì trung bình hàng năm trên 50 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Vấn đề an ninh thôn bản luôn được giữ vững. Với những lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, thì việc nhân rộng cây dược liệu cắt cánh, cây rau cải ca le thành vùng hàng hóa sẽ là cơ hội để người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Trừ cái cải rau cải ca le này thì vận động bà con nhân dân thì chắc là sáng nào nhà nước có cái gì phù hợp ở trong thông xã Lùng Phình này thì cố gắng tuyên truyền cho nhân dân trồng cái để có giá trị cao hơn ạ. Hơn 30 năm làm trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận,
ông Sần Xeo Trúng đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, vận động người dân bám đất giữ làng, tích cực thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng thôn bản ngày càng giàu đẹp. Chuyên đề công tác mặt trận của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.